Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhân dịp đầu xuân năm mới Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những người làm chương trình truyền hình thành phố Thanh Hóa xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thành phố Thanh Hóa số đầu tiên của năm mới Nguyên đán 2024. Mở đầu chương trình hôm nay là mục Nhịp sống đô thị, ghi nhận niềm vui của những người trực Tết. Kết thúc chương trình truyền hình thành phố là mục Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện. Thưa quý vị và các bạn, Tết là dịp mọi người được sum họp cùng gia đình, bạn bè, người thân và du xuân sau một năm vất vả làm việc vì cuộc sống mưu sinh. Thế nhưng vẫn có không ít người vì đặc thù công việc mà không được nghỉ Tết. Với trách nhiệm, lòng yêu nghề, họ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, lấy niềm vui chung của mọi nhà làm niềm vui của riêng mình. 10 năm trong nghề là 10 mùa xuân, chị Đặng Thị Lệ, công nhân hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn, cùng với hơn 200 đồng nghiệp phải tăng ca, tăng giờ quét dọn và thu gom rác thải. Bao giờ cũng vậy, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lượng rác thải tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Kéo theo đó là nỗi vất vả nhọc nhằn của những người công nhân vệ sinh môi trường càng tăng thêm. Tuy vậy, ngày cũng như đêm, chị Lệ vẫn cần mẫn, miệt mài với công việc thu gom rác, góp phần làm cho phố, phường xanh sạch đẹp để người dân an vui đón Tết. Mặc dù lượng rác Tết vào dịp Tết đến xuân về như thế này là thường thường là thậm chí là tăng gấp đôi, gấp ba, nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn là vui vẻ, luôn gác lại, tạm gác lại công việc của gia đình để chúng tôi luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và làm cho góp phần làm xây dựng đường phố xanh sạch đẹp hơn. Tết đến là dịp mọi người trong gia đình quây quần bên nhau để chào đón năm mới. Thế nhưng với những y bác sĩ trực cấp cứu đành phải gác lại niềm vui riêng với gia đình vì công việc cứu người. Bao năm công tác trong ngành là bấy nhiêu năm họ đón giao thừa trực Tết tại bệnh viện. Dẫu có đôi chút thiệt thòi, nhớ người thân, thế nhưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận bởi bao nhiêu năm đón giao thừa cùng bệnh nhân thì cảm giác đón năm mới ở bệnh viện bao giờ cũng rất ý nghĩa vì nghĩa cử cứu người. Ca trực đêm vào những ngày Tết, mọi người gần gũi, xích lại gần nhau hơn, không khí ấm áp giống như một gia đình. Từ chúng tôi trở xuống thôi, tất cả cán bộ công nhân viên đều xác định một điều rất là rõ ràng, nghề y nó là một nghề đặc thù và cái việc mà phục vụ và cũng như là trực và làm Tết là một việc đương nhiên. Thế và tất cả cán bộ công nhân viên thì đều xác định được cái tư tưởng như vậy, cho nên mà trong những ngày trực Tết mặc dù là cũng nhớ nhà, cũng muốn ở cùng với gia đình rồi bạn bè, nhưng mà xác định được là cái tư tưởng như vậy, cũng như là thực ra là ngoài cái trách nhiệm nghĩa vụ đối với bệnh viện, đối với người bệnh ra thì nó cũng là một niềm tự hào nữa. Thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, dù ai đi làm ăn xa, công tác hay học tập ở bất cứ đâu đều cố gắng thu xếp công việc để được sum họp bên gia đình, người thân. Ấy vậy, trong những ngày này, người công nhân, kỹ sư ngành điện lực vẫn đang phải tạm rời xa mái ấm gia đình để có mặt tại vị trí làm việc, đảm bảo giữ dòng điện luôn tỏa sáng cho mọi nhà đón xuân. Trong những ngày Tết, bất kỳ thời gian nào, họ luôn túc trực bên bàn máy để tiếp nhận thông tin về hoạt động của lưới điện. Những nơi nào xảy ra sự cố, khách hàng báo mất điện là lên đường làm nhiệm vụ. Nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc của mọi người, mọi nhà thì nỗi buồn riêng của họ cũng vơi đi. Với tinh thần trách nhiệm là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng nó cũng là niềm vui riêng của mỗi cán bộ công nhân viên điện lực thành phố chúng tôi để cùng hòa chung vào không khí đón xuân vui vẻ, cho đảm bảo đón xuân vui vẻ cho khách hàng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trong khi mọi người, mọi nhà đang đón Tết, thì những nhân viên bán hàng tại các cây xăng phải tập trung làm việc cao độ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, bởi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong những ngày Tết Nguyên đán luôn tăng cao. Tết cổ truyền đến với nhân viên ngành xăng dầu dù muộn hơn và thời gian đón xuân cùng gia đình cũng ít hơn so với nhiều người.
nhưng những lời động viên của người thân, đồng nghiệp và khách hàng luôn là món quà xuân vô cùng quý giá, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thành phố Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả tỉnh, nơi diễn ra nhiều hoạt động vui xuân đón Tết, thu hút nhiều người dân và du khách thập phương đến tham quan trở về. Đây cũng là khoảng thời gian mà tội phạm lợi dụng để hoạt động, và cũng chính thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân thành phố Thanh Hóa phải vất vả hơn mọi ngày, hy sinh hạnh phúc, niềm vui của bản thân, dù không khí xuân có rộn ràng, dù trong lòng có dạo dực, khao khát một không khí Tết nồng ấm bên những người thân yêu, thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tuần tra, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ những ngày xuân bình yên, đầm ấm, an bình và trọn vẹn cho nhân dân. Trong những dịp Tết Nguyên đán 2024, Công an thành phố Thanh Hóa tăng cường tối đa lực lượng 100% cán bộ chiến sĩ thường trực, phối hợp kết hợp tuần tra vũ trang với tuần tra nhân dân, khép kín địa bàn để phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép và các vụ cháy xảy ra mà có tính chất nghiêm trọng, với mục tiêu là đảm bảo cho nhân dân đón xuân, ăn Tết vui vẻ, an lành. Với đặc thù công việc là cấp nước sinh hoạt cho người dân, vào những ngày Tết, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao. Những người công nhân công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa vẫn cẩn mẫn say sưa với công việc duy trì sản xuất 3 ca liên tục. Để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, những công nhân ở công ty đã kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc, đảm bảo hệ thống dây chuyền sản xuất nước không bị gián đoạn, cung cấp nước cho người dân với khí thế thi đua khẩn trương và quyết tâm cao. Ai cũng muốn làm tốt công việc của mình ngay từ những ngày đầu năm mới. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của bản thân. Công ty bố trí 100% nhân lực, vật lực được công ty sẵn sàng đáp ứng kịp thời. Về chế độ thì công ty đáp ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, chế độ lễ Tết cho cán bộ công nhân viên đầy đủ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo công ty thường xuyên quan tâm đến động viên cán bộ công nhân viên kịp thời. Vì vậy, tập thể người lao động tại đơn vị là phấn đấu hoàn thành sản xuất, đáp ứng nhu cầu đề ra. Lao động là vinh quang. Đúng vậy, mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ở tất cả các lĩnh vực đều bố trí trực trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc. Tùy vào mức độ công việc khác nhau mà bố trí trực cũng khác nhau. Nhưng sau tất cả, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi mỗi người luôn cố gắng, nỗ lực, cống hiến hết mình vì công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Này, cấp ủy giám đốc chúng tôi đã bố trí các trưởng phòng ban cũng như là giám đốc xuống tận các tuyến đầu để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ nhân viên yên tâm trực Tết, đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết để anh em yên tâm gắn bó tại với các điểm đảm bảo thông tin lạc phục vụ cho chính quyền địa phương điều hành cũng như là bà con vui xuân đón Tết. Một mùa xuân mới với bao niềm tin, hy vọng cùng với những bài hát vang lên khúc ca xuân như càng thêm ý nghĩa, khi vẫn có những người đang ngày đêm âm thầm lặng lẽ làm nhiệm vụ để mang lại niềm vui trọn vẹn khi mùa xuân về đến mọi người, mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là lễ Tết quan trọng nhất của người Việt. Từ bao đời nay, Tết là dịp để mọi người hướng về nguồn cội, đoàn tụ sum vầy, nghỉ ngơi vui chơi sau một năm làm việc nhọc nhằn vất vả. Tết cũng là cơ hội để lắng tụ kết tinh, lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp từ ngàn đời mà cha ông đã truyền lại. Một trong những nét đẹp văn hóa rất đáng quý của người Việt đó chính là đi lễ chùa vào dịp đầu năm mới. Trong tâm thức của người Việt, chùa là chốn tôn nghiêm, linh thiêng, nhưng cũng rất gần gũi. Chùa là nơi có giáo lý nhà Phật hướng định con người đến các giá trị đạo đức thiện lành, hiểu biết, yêu thương, từ bi hỷ xả, khuyên mọi người tránh xa lầm lạc, tham ác, sân si. Chính vì thế,
cửa chùa luôn rộng mở với mọi người và ai cũng cảm thấy bình yên, thảnh thơi, an lành, hạnh phúc mỗi khi lui tới viếng thăm. Đi lễ chùa đầu năm để ước nguyện, để cầu bình an cho một năm mới là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân trong dịp Tết đến xuân về. Đây cũng là nét đẹp văn hóa của người Việt được gìn giữ và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng tôi ngày đầu xuân năm mới đến để lễ Phật thì cầu mong cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình và chúng sinh được an lạc và cầu hạnh phúc, cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu cho con cái, cho cháu chắt học hành được tiến tới. Và chúng tôi rất thấy là đến chùa là được bình an, được thanh thản và đến đây nó như là chút bỏ là tất cả mọi nỗi lo âu và lo toan của công việc làm ăn ở ngoài đời. Đi lễ chùa thì nhà tôi thì đa số là bán khoán ở chùa Chanh này. Thế cho nên là đầu xuân năm mới năm nào cả gia đình đều đi để mình cầu may, cầu mắn, cầu lộc, cầu tài và cầu sức khỏe, bình an. Những ngày đầu năm mới, các ngôi chùa trên địa bàn thành phố Thanh Hóa luôn rực sáng ánh đèn, hương hoa, thu hút đông đảo du khách tìm đến. Người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình. Cũng có những người đến chùa chỉ để có được những giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan vất vả trong cuộc sống. Đặc biệt năm nay nhà chùa vừa trùng tu lại đền Ngô Giang Thần, sửa sang lại mái ngói này, tất cả các vườn hoa, cây cảnh, sân vườn là làm rất trang hoàng để tạo lên một không khí Tết đón xuân mới cho bà con được vui vẻ và hạnh phúc. Nhà đền chùa chúng tôi đã bảo cửa bảo vệ, trông coi xe và ở chùa đền ta đã có 10 bình cứu hỏa. Có khi lỡ xảy ra hỏa hoạn, nhà chùa có kịp thời mỗi góc nơi một bình, rất đầy đủ và nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh mới. À, để cho bà con vui vẻ và bình an để đón xuân. Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam từ xa xưa và luôn được lưu giữ cho đến hôm nay. Nét đẹp đó thể hiện ở chỗ du khách Phật tử đến chùa trong những ngày đầu năm mới để cầu mong may mắn tài lộc, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc. Trong nghi ngút khói hương hòa quyện với không khí ngày xuân đang tràn về giữa tiết trời se lạnh, khiến ai nấy đều bồi hồi. Điều đáng ghi nhận là bà con Phật tử hoặc khách du xuân viếng chùa đều hành xử rất văn minh, lịch sự, thành tâm. Từ trang phục đẹp kín đáo với áo dài truyền thống cho tới cung cách đi đứng, nói năng ứng xử đều nhẹ nhàng, vui vẻ, có văn hóa. Không có hiện tượng gây phản cảm như chen lấn, xô đẩy hoặc bẻ cành nhặt lá trong chùa. Trong cái tâm niệm của khách thập phương thì ai nấy người ta cũng phấn khởi với một cái thời tiết phù hợp với lại tiết xuân. Thứ hai, nếu người ta đến chùa người ta thấy sạch sẽ và phong quang thì người ta cũng cảm thấy rằng cái nơi mà thờ tự linh thiêng thì người ta lại càng có cái tâm đắc hơn. Đấy. Và nhân dân cũng rất là có ý thức. Đến chùa người ta cũng chấp hành theo nội quy của nhà chùa. Để đảm bảo an toàn cho du khách, các địa phương đã sớm triển khai các phương án, trọng tâm là bố trí, sắp xếp một cách hợp lý. Ngoài ra, ban quản lý chùa cũng cử Phật tử, thanh niên phục vụ, đón tiếp người dân đến chùa một cách chú đáo, tận tình, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy khi dâng hương và đảm bảo sự thành kính, tôn nghiêm. Đồng thời, tích cực dọn dẹp vệ sinh, trang trí đèn hoa tại các di tích trong dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa văn minh khi đến với các di tích lịch sử văn hóa. Đầu năm đến chùa để cầu nguyện bình an, may mắn chính là nét đẹp văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Vấn đề là mỗi người dân cần phải nâng cao nhận thức và có cách ứng xử đúng đắn để vừa gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, vừa thể hiện nét đẹp văn hóa du xuân mỗi dịp Tết đến xuân về. Chương trình truyền hình đầu tiên của năm mới 2024 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.